Ok, được Sao rồi mà anh. Mừng quá. Sao làm Facebook nó làm khó hoài ta. Nãy giờ nghe Không, không phải anh. Tại chia mày sẻ. ăn hơi làm như bị yếu. Được chưa? Nghe được chưa? Dạ rồi, em mời anh. Dạ Hello, xin rồi, chào nghe được rồi anh. rồi Yếu rồi. em bạn trong diễn đàn. Thì nói chung thì nói về vấn đề mà kinh tế chính trị xã hội con người thì thấy anh Bằng với Dương chia sẻ rất là hay, cho nên muốn tham gia về vấn đề mà làm kinh tế, những cái thành phần mà chống phá đất nước, cái gì tụi nó cũng xuyên tạc được hết trơn á. Nói chung là nó không bao giờ chấp nhận cái sự thật, ngay cả nó sống ở trên một cái đất Mỹ, một cái hiệp Trung Quốc, một cái quốc gia người ta là đầu tàu của thế giới hiện nay. Họ cứ nhìn vào Việt Nam, và khi thấy những người nước ngoài sang Việt Nam họ đầu tư hay là đổ vốn vào trong Việt Nam đó, thì họ nghĩ rằng Việt Nam mình đã và đang bán cái quốc gia của mình cho cái nhất là Trung Quốc. Trung Quốc nó là một cái Chào thịnh phát. quốc gia gọi là sân sau của nhà mình thôi. Nói chung họ qua Việt Nam họ làm ăn thì mình lúc nào mình cũng welcome họ, mình cũng hân hoan đón chào họ. Thì thằng Mỹ cũng vậy thôi các bạn ạ. Thằng Mỹ nó sống nhờ tất cả các cộng đồng của quốc tế. Nếu mà nó không có du lịch của Trung Quốc hay là du lịch của thế giới vào nước Mỹ là dân Mỹ chỉ có lăn đùng ra chết thôi. Tôi bảo đảm các bạn 100% luôn. Thằng Mỹ đó, thằng Mỹ hiện nay nó đã lệ thuộc vào cộng đồng quốc tế. Ngày xưa đó nó sống, tại vì sau chiến tranh thế giới thứ nhất thứ nhì đó, nó bán vũ khí, nó rất là giàu có, tiền của nó rất là nhiều, nó không có nợ. Các bạn biết thời ông Bill Clinton đó mà nó trả được hết nợ đó, là các bạn nghĩ đi. Còn sau này chiến tranh rồi rồi nó bị khủng bố 911, biến cố 911, rồi rồi đất nước Mỹ nó rơi vào tình trạng gọi là cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cơn khủng hoảng kinh tế về về ngân hàng của Mỹ đó, hệ thống ngân hàng đó. Cho nên Mỹ nó rơi vào cái tình trạng rất là khó khăn. Nhất Chào là anh nó Thiện. rơi vào tình trạng nào là đánh khủng bố nữa, nói không tiêu diệt ông Labin không là nó tốn cũng cả vài tỷ đô rồi, cũng cả phải nói là giết ông một mình ông Labin không tốn bạc tỷ rồi. Các bạn biết cái cuộc chiến Al-Qaeda của Mỹ đó, nó tốn kém dã man luôn. Rồi Mỹ nó bị sa lầy ở Iraq, rồi Afghanistan, rồi những cái cuộc chiến sau này nữa. Cho nên nước Mỹ hiện nay nó với chính sách toàn cầu hóa của Mỹ đó, thì Mỹ bây giờ là lệ thuộc vào cộng đồng thế giới. Mỹ chỉ có cái sức mạnh là gì? Tại vì đồng tiền của Mỹ á, nó lưu hành, nó là đồng tiền dự trữ, cho nên nó lưu hành khắp thế giới. Chính như vậy mà Mỹ nó mạnh là cái chỗ đó. Cái thứ hai nữa là nó lấy được tiền thuế của người dân, và nó lấy được tiền thuế của ai. Bất cứ anh vào trong nước Mỹ, anh tiêu, anh xài, anh làm bất cứ gì đó là anh đóng thuế. Để các bạn nghĩ đi, những cái người mà bây giờ các bạn ở Mỹ, các bạn mua cái vé máy bay, các bạn bay ở Mỹ, các bạn cũng phải trả tiền thuế rất nặng á, chứ không phải giỡn đâu. Các bạn nhìn trong cái vé máy bay rồi tiền thuế lên bằng $100 trở lên không, tùy theo cái giá tiền ít hay nhiều. Đấy. Nói chung là cái gì nó cũng thế hết, ngay cả thằng Trung Quốc bây giờ. Ngày xưa là các bạn biết Mỹ nó đâu có bị, hồi xưa người ta nói thằng Mỹ mà ho thì cả thế giới này sẽ bị cảm cảm lạnh. Bây giờ thằng Trung Quốc mà ho cái thằng Mỹ nó cũng cảm lạnh theo. Đấy. Nó Dạ bị đúng lệ rồi thuộc anh. nhau. Các bạn nghĩ đi. Thằng Mỹ bây giờ, Trung Quốc bây giờ nó đổ tiền, tuy rằng là cái Cảm ơn nền mặt Trung Quốc tiền của thôi. Mỹ, cái hai cái nền, nói chung hai cái nền kinh tế nó lệ thuộc nhau hết trơn rồi. Nó lệ thuộc nhau rồi. Thì thằng Mỹ nó, cho nên chính vì vậy mà nó cũng kiếm đường, nó chạy. Nó chạy qua những cái quốc gia nó sợ Trung Quốc càng lúc càng mạnh thì Trung Quốc sẽ kiềm chế thằng Mỹ. Cho nên bây giờ Trung Quốc bắt đầu nó chạy qua những cái quốc gia khác, Ấn Độ nè, Việt Nam nè, Lào nè. Nó không có chạy qua Lào nhiều lắm, tại vì Lào dân số ít. Nó chạy qua đa số những cái quốc gia mà có cái nhân công lao động mà nhiều đó. Những cái quốc gia mà nó khai thác được đó, như Việt Nam hiện nay, Indonesia, Ấn Độ cũng nhiều lắm. Philippines thì cũng không, Philippines thì nó quá bất ổn. Philippines thì nó lại có cái chống Mỹ nữa. Và những cái nói chung làm ăn kinh tế mà vay vốn cũng vậy, bánh ít đi qua bánh quy đi lại thôi. Thì khi các bạn thấy thằng Mỹ rồi nó cho Việt Nam mấy chiếc 6 chiếc tàu cảnh sát là các bạn nói ồ Mỹ chơi ngon chơi đẹp. Cái đó nó gọi là marketing. Các bạn biết nó Dạ marketing. đúng rồi anh. Hồi đó tôi làm cho Mỹ hãng Honeywell tôi biết mà. Đấy, nó cho bạn đồ, nó cho mấy cái nước gia khác qua, mày cứ thử đi. Nó gửi đồ qua nó cho xài xài phi.
đấy, khi mà mình xài phi mình xài mà không tốn tiền rồi đó, bắt đầu mình bị lệ thuộc, mình phải mua. Đấy, thằng Mỹ bánh nó tính trong đó hết trơn rồi, bánh ít đi qua bánh quy phải đi lại thôi. Các bạn nghĩ rằng Dạ đúng ồ ạ. cái tốt lắm, nó đem qua Việt Nam nó cho thì cũng có lợi, cũng có lợi đôi bên. Thì mình thử những cái mà đồ của nó mình thấy tốt, mình thấy chuẩn thì bắt đầu mình mua. Tại sao mà Mỹ nó đi khắp thế giới, nó quảng cáo hàng hóa của nó. Các bạn thấy những cái chương trình như là Air Show của nó quảng cáo về quốc phòng của nó không vậy? Nó bay, nó lượn, nó quảng cáo như là trong cái cuộc chiến nào mà nó tham gia không vậy, thì nó đem vũ khí sức mạnh nó ra nó để quảng cáo. Nga Đúng Show rồi, cũng dùng vậy. thật dùng Đấy, thì người ta đem ra ta quảng cáo, thì khi người ta phải cho bạn một vài món để là các bạn xài. Rồi khi đó mình bị lệ thuộc. Thì tôi nói vấn nạn xã hội Mỹ nó cũng có cái vấn đề như vậy. Nhiều khi mấy đứa mà học sinh học ở trường đó, mấy cái tụi mà dạ. buôn băng đảng mafia đó, nó lại là mấy cái trường nó dụ mấy đứa học sinh, nó cho bắt đầu nó cho hút hút xì ke ma túy không tốn tiền. Khi mà nghiện rồi bắt đầu là dính vô nó thôi. Dính vô nó bắt đầu là phải Dạ phải đúng mua. rồi. Đó. Thì cái vốn ODA cũng vậy, cái vốn ODA nó cũng là một cái phương pháp gọi là mậu dịch, gọi là có qua có lợi đó. Các bạn thấy khi Nhật nó đổ vốn ODA vào Việt Nam mình rất là nhiều, thì các bạn thấy làm sao? Hàng hóa của Nhật bên Việt Nam khắp mọi nơi luôn, đấy nó quảng cáo. Bây giờ ở Việt Nam người ta lại chuộng hàng hóa nữa, thì nó chiếm lãnh được thị trường. Các bạn, tôi nói là một cái bằng chứng nữa mà tôi đã chia sẻ nhiều lần đó, ngay cả thằng Nhật thằng Tàu Tà cũng vậy. Khi nó qua Việt Nam lúc đầu nó hứa nó sẽ nội địa hóa 90, ít nhất là 80% chứ quên, 80%, nhưng mà nó làm mấy chục mười mấy năm nay rồi, hai mấy năm nay rồi nó có nội địa đó đâu, mà nó còn dọa mình nữa. Nó nói giờ Việt Nam phải bớt thế cho nó 4 tỷ đô la, tôi nhớ 4 tỷ hay 6 tỷ gì quên rồi, đại khái là như vậy đi ha. Có gì thì các bạn muốn thì tôi sẽ đi research, tôi sẽ đi tìm lại cho cái link đó. Thì nó nói nếu mà mình không giảm cho nó, không giảm thế cho nó, tôi nhớ là 6 tỷ thì phải, 5 tỷ, 5 tỷ, 5 tỷ đô la, thì nó sẽ rút công ty nó về Mỹ, về Nhật. Thì mình phải phải bị lệ thuộc đó, rồi cho nên mình bị giống như là nó thả ăn cá, nó thả ăn tép, nó bắt con cá con tôm rồi. Thì bây giờ mình phải bớt cho nó như sao, bởi nó rút như vậy đó, thì nó sẽ tạo thất nghiệp nè, rồi công ăn việc làm nè, mình sẽ những công ăn việc làm cho những giới lao động nè, nhiều thứ lắm. Và hàng của Mỹ bắt đầu mình bị lệ thuộc rồi, bây giờ mình chạy xe cũng nhiều quá, cái gì cũng Nhật Nhật không, bây giờ mình nhập khẩu vô nó cũng mất thời gian và nó cũng sẽ tốn kém hơn, cho nên mình phải chịu thôi. Cái gì nó cũng vậy, nhưng mà chơi với mấy thằng nước quốc gia mà như Nhật á, thì nó có cái sự là có qua có lợi. Còn chơi với anh Trung Quốc thì anh hay ém tài, cái anh Trung Quốc là vậy thôi. Cho nên thằng Trung Quốc nó sân sau mình. Mình bây giờ mình khôn rồi thì mình chơi với nó thì mình cũng phải biết tính toán. Những lúc đầu đó các bạn nghĩ đi, cái thời gian đầu mà khi xe Nhật nó qua đó, xe Honda, xe máy đồ đó, rất là mắc. Các bạn mua chiếc Dream hồi thời đó là giống như các bạn mua chiếc SH bây giờ vậy đó. Các bạn nghĩ đi, dân đại gia mới mua nổi chiếc Dream mà Dream mà gọi Dream 2, Dream Thái rồi đó. Bây giờ các bạn thấy không? Sau khi mà hàng Trung Quốc nó nhập vô thì Honda bắt đầu lại rẻ xuống, hàng Nhật nó phải cạnh tranh. Chính vì vậy hàng Nhật nó phải cạnh tranh với lại cái hàng rẻ của hàng Trung Quốc. Để nó có cái hay trong đó, thị trường mà thương trường là chiến trường mà. Nhưng mà lấy cái điều đó ra để đặng mà mình xuyên tạc một cái chính quyền, xuyên tạc một cái đất nước, thì điều đó rất là ấu trĩ. Cái điều đó thì những cái thành phần mà chống phá đất nước đó, những thành phần chống cộng cực đoan đó, như hay là nói một cách xa hơn nữa đó, mà nhiều người họ bức xúc khi tôi nói đó, như là bao que đó, mấy thành phần đó nó xuyên tạc, nó dùng những luận điệu đó nó xuyên tạc để đặng nó làm cho mờ mắt những người dân đó. Chỉ đáng tiếc là như vậy thôi. Tại sao mà các quý vị là những người mà chống phá đất nước đang sống ở những quốc gia toàn là những quốc gia văn minh mà không nhìn thấy ra được những cái mặt trái của xã hội và những cái mà kinh tế và xã hội như thế nào, mà cứ ngồi đó cứ chê Việt Nam, cái gì cũng chê Việt Nam. Trong khi Việt Nam mới có một đất nước mới, có đổi mới có được hơn 20 năm thôi là đã được như vậy rồi, mà cứ ngồi đó là bảo Việt Nam lại thua Lào, thua Campuchia, rồi thua Philippines, rồi thua Miến Điện, lúc trước đem ra cả Miến Điện luôn nữa. Rồi Singapore tùm lum hết. Tại sao mình phải nhìn vào cái hoàn cảnh lịch sử của đất nước mình chứ? Chứ mình cứ ngồi đó mà mình cứ
ngồi bên này cái ngó bên bờ đại dương, bên kia nhà mình thì rác đầy hết, không không quét không dọn mà cứ ngó qua nhà người khác á, để tôi qua tôi dọn cho. Nhà của anh rác không à, sao nhà của Bình Dương để tùm lum vậy hả Bình Dương, để anh lợi qua anh lợi quét lợi dọn cho, mà nhà anh thì đó thôi coi nè, nó bày hay coi nè, đây nè như cái khoi á, như cái khoi vậy đó. Kiểu là nó là cái kho của anh, cái nhà ở thì trong kia nó như cái kho vậy mà cứ tối ngày cái giỏ mỏ ở Việt Nam, trời ơi cộng sản ác với dân, hèn với giặc, đả đảo lại mình, trục xuất lại mình, đả đảo đả đảo. Mà ai mà nói chuyện hồi là bao que chỉ có nhảy dựng lên thôi, cắm đầu xuống đất, mà cắm đầu xuống đất sẵn mấy sẵn ông anh bao đây que. có sẵn sẵn có anh đây, để em mở cái clip này lên anh nghe nha, anh nghe anh chàng này anh đang Oh, this guy and shows Indian. I already saw him already. What about you think about Vũ? Cái này thì diễn hề. But my nephew, he can swim very good, so he doesn't have a life vest. But just want to be safe here, always be feel protected, and share with you all a little bit of Vietnam. Okay, let it Yeah, go. right. Mấy thằng này nó diễn hề mà, mấy thằng mà giống như chống cộng rồi nó cực đoan. Nó ra nó thuê thằng mấy thằng Mỹ đen rồi nhiều khi nó làm vậy đó. Ở với là mấy cái tụi mà người nước ngoài khi người ta cũng vô tư lắm. Người ta đâu có giống như là giống như mang cái tính cách hận thù chiến tranh được đâu. Qua Việt Nam nhiều khi bị mấy cái thành phần mà nó chống cộng rồi nó giật dây rồi nó xúi thì người ta chỉ nghĩ người ta làm vậy thôi, người ta nói chuyện vậy thôi. Anh thấy anh ta nói chuyện rất là vô tư chứ đâu có nghĩ là mang tính cách mà gọi là hận thù hay là chiến tranh hay chia rẽ gì đâu. Nhưng mà đó là những cái mà tụi mà bao que hay tụi chống cộng cực đoan nó rất là thích, nó làm như vậy, nó nghĩ là Đó mình đó có cái thể vấn đề em muốn nói lại chỗ đó đó, hả, tụi cái bao vấn que đề mình là nó nó lấy được nghĩ cái clip là tôi đã nhờ được một cái anh Tây, anh người nước ngoài này nè, anh Mỹ đây nè, anh lên tiếng nè, anh phản đối nè đấy. Nhưng mà đằng sau mặt đó nó đâu có hiểu là người dân trong nước bây giờ người ta đã hiểu còn hơn là tụi nó nữa, nó rất là ấu chỉ, nó rất là ấu chỉ. Như những cái mà lời nói anh ta nói chuyện anh ta rất là hồn nhiên và không có nghĩ về, không, anh ta hoàn toàn không biết là cái life vest đó, cái áo mà để mặc áo phao đó đó nó nghĩa là cái gì nữa. Anh ta chỉ biết mặc vô thôi, anh ta chỉ nói là anh ta sẽ đến Việt Nam và anh ta đi trên một cái vùng quê rồi anh ta đi chơi vậy thôi, mặc cái life vest và anh ta đi vậy thôi, nó đâu có tính cách gì là gọi là chính trị hay tuyên truyền gì trong đó đâu. Nhưng mà đối với các thế lực thù địch đó, nó sẽ bắt đầu dựng chuyện lên, nó sẽ bắt đầu tô màu lên, bắt đầu nó làm một cái bánh vẽ rất là ngon, Đó, 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 nó cái vấn vẽ đề là em muốn nói là đó, nó vấn làm đề cái bánh vẽ. họ mượn cái cớ, tại vì cái cách của họ rất hay, ai làm điều cái gì nhưng mà họ nhảy vào họ nhận công thì họ rất là Đó đó giỏi. đó đó chính xác, chính xác, Bình Dương nói chính xác. Thì cái luận điệu của những thành, nói chung luận điệu của các thế lực thù địch nó là như vậy đó. Nó buồn cười và nó ấu chỉ, họ nghĩ rằng họ sẽ thể múa rìu qua mắt thợ đó, rồi gọi là lấy vải thưa che mắt thánh. Họ Một nghĩ là như một vậy đó, họ đó nghĩ là giống như sẵn sẵn ở đây em mới nói lại một cái điều là họ nhận vào cái công của họ là họ nói là cái kiều hối của người Việt kiều gửi về Việt Nam hàng năm đó, mà anh nghĩ anh xem ra một cái con số là bây giờ em cho nó là 10 tỷ đô thôi, mà anh chia ra cho 4.000 người ở hải ngoại thì mỗi một người mỗi một năm gửi về Việt Nam là bao nhiêu, mà anh con số đó nó có hợp lý hay không? nói về vấn đề Dạ kiều vui. hối phải nói một cách rất là công tâm và rõ ràng. Thực sự ra đó, Dạ. những thành phần mà chống phá đất nước đó, họ kể công, họ đâu có công gì trong đó đâu mà họ kể, họ đâu có công cái bất cứ gì đâu, Thôi họ một chỉ cách rất dựa là công vào một tâm và rõ ràng. cái số
Họ dựa vào một cái con số họ nhìn thấy đó thì họ nghĩ là ô 10 tỷ, 13 tỷ chắc là ghê hồn lắm, lớn lắm, kinh khủng lắm. Nhưng thực sự như Bình Dương nói thì chia ra thì nó còn bao nhiêu, mà bản chất những cái đồng tiền kiều hối đó giống như là nó đồng tiền nó lưu hành trong một cái xã hội thôi. Đồng tiền đó là do kiều bào, những người đa số, nói đúng là anh theo như nói trong đây đó, anh với anh chị em á, tiền đó đó là tiền lao động, nói đúng là của những người mà họ đi lao động ở nước ngoài là nhiều, là rất là nhiều. Tại số Dạ đúng lượng rồi. đi lao động được nhiều, họ gửi về, tại họ làm lao động bao nhiêu là họ chỉ dành dụm bao nhiêu họ gửi về thân nhân là họ đi lao động. Mà còn cái kiều hối mà Việt kiều mà gửi chính thức chưa chắc gì bằng cái tiền mà những người đi lao động gửi đâu, tại vì nhà nước không có giống như là đưa ra hết để làm như vậy đó, nó sẽ bị có giống như là kỳ thị, giống như là mình không có quảng bá được cái chất xám, nó đi ngược dòng về. Còn còn nói về kiều hối hả, Việt Nam mình còn đứng xa Ấn Độ, đứng xa Philippines, đứng xa Indonesia, họ còn xa hơn mình, họ đi xuất khẩu lao động hơn mình nhiều, họ đi xuất khẩu rất là lao động rất là lớn. Còn những cái thành phần mà chống phá đất nước họ đâu có gửi cái tấm ngân phiếu nào nó tôi gửi cho nhà nước, ngân hàng nhà nước Việt Nam đâu, cái đó mình không thể nào kể ơn kể nghĩa được. Vì nói như vậy hàng Mỹ hàng năm nó cũng nhận kiều hối rất là lớn, đồng tiền của nước ngoài á, người ta Nước đổ vào ngoài Việt đổ Nam về gọi đúng là không? ngàn ngàn tỷ đô la chứ không phải giỡn đâu. Ngay cả hàng hàng Mỹ hàng hàng Trung Quốc thôi là nó hiện nay nó chiếm gần, phải nói là bất động sản của nó là nó chiếm rất là lớn ở trên đất Mỹ. Nó nắm giữ cái kiều hối ở trên đất Mỹ, cái đồng tiền của nó đổ vào trong nước Mỹ rất là lớn, thì nó đem cái kiều hối ra để làm xuyên tạc, cái đó là sự ấu trĩ, cái đó là không có đúng. Đồng tiền Đợt đó này là người ta đi làm ăn, là như anh Bằng chia sẻ với Bình Dương hồi sớm đó, đồng tiền đó là người ta đi làm ăn rồi người ta đem về Việt Nam rồi người ta hoán đổi ra đấy, nó lưu chảy vào trong cái dòng kinh tế Việt Nam, chứ đem cái đó nhờ vào cái đồng kiều hối là Việt Nam mới có thể sống còn được. Cái đó là nói vậy là hơi là phụ lòng những người công sức của hơn 90 triệu người dân Việt Nam, ngay cả những người đi bán vé số, những người bán bưng, những người mà gánh rồng, mà những người nông dân họ lao động tất tần tật, họ mới là những người đóng góp thật sự và chắc chắn và bền vững. Còn tiền kiều hối thì nó phải đi theo cái thị trường và cái dòng thời gian của nó, sự kích động cái kinh tế thôi. Nếu mà giờ kinh tế ở bên Mỹ hay ở nước ngoài nó có bị biến động thì kiều hối cũng mệt chứ đâu phải giỡn đâu. Đấy. Thành ra Nhưng mà những cái như ở trên đây á, là ý em là em không phủ nhận cái chuyện là các cái dòng kiều hối gửi về Việt Nam, nhưng mình hãy nói một cách công tâm hơn và mình đừng, các anh chị kia đừng có dành hết cái công của những người khác, tại cái phần của anh chị là một phần trong 10 tỷ đô đó mà thôi, chứ không phải là hoàn toàn hết 10 tỷ đô đó là của các anh chị. Mình phải nói một cách đúng công rồi tâm đúng đó, rồi, chứ đừng mà đừng có đa thấy là đại đa nhảy. số là cái 13 tỷ đó, hơn 13 tỷ rồi, 13 tỷ đó là nó theo anh nghĩ đó Bình Dương, thì đồng tiền đó là cái đồng tiền của những người lao động gửi về nhiều nhất, gửi nhiều Dạ nhất. đúng chính xác. Tại vì hiện nay mình cái số lượng lao động ở nước ngoài mà gọi là bên Việt Nam gọi là xuất khẩu lao động đó rất là lớn, chứ không phải là cái tiền đó họ gửi gì rất rất là nhiều. Còn bà con Việt kiều mà nói chung là họ gửi về Việt Nam thì 500 về 300 hay cả vài ngàn cho người này cho người kia thôi, tại vì cũng mấy chục năm nay rồi họ giúp đỡ bà con thân nhân họ cũng đủ rồi, với lại cuộc sống Dạ ở bên Mỹ giờ cũng khó khăn, họ cũng phải lo làm ăn chứ, họ đâu có giúp nhưng hoài mà nữa. đâu phải là 10 người là hết 10 người gửi đâu anh. Thì đó Đó nhưng đó mà họ họ không nên kể công về vấn đề đó, tại vì họ đâu có gửi bất cứ một cái tấm ngân phiếu nào mà vô thẳng ngân hàng nhà nước Việt Nam đâu, hay là họ họ là những người gọi là về Việt Nam mà đầu tư trong Việt Nam, hay là họ mua cái nhà đi, hay là họ có một cái bất động sản nào mà hay là một cơ sở nào tạo công ăn cho người dân Việt Nam đi, nếu mà họ kể công á thì mình đồng ý, tại vì họ có góp phần vào trong đó. Còn đằng này đồng tiền của họ gửi về họ giúp đỡ thân họ chỉ một số nhỏ nào đó thôi, họ nhiều khi mà họ tạo ra cái cuộc sống cho những người thân ở Việt Nam á, gây ra cái sự ù lì nữa. Hiện nay bởi vì trong quá khứ hiện tại cũng vậy, nhiều vấn đề thưa kiện về Việt kiều mà gửi tiền về cho thân nhân rồi bên này ăn xài ở Việt Nam mà ăn xài rồi tạo ra những cái vụ mà lùm xùm á.
phức tạp vô cùng chứ không phải là giỡn đâu. Mà đem đó ra để cởi ơn thì nó hơi quá đáng, tôi quá nhỏ mọn. Cái đó là Việt kiều gì mà nhỏ mọn vậy, đúng không? Một người Việt kiều mà lên trên đây ngồi đó kể kể mười mấy tỷ đô đó, thì quá là ư là nhỏ mọn. Mà bản Đấy. thân mình đâu có đóng góp được cái một đóng góp được bao nhiêu hay một phần nào trong đó đâu. Trong khi đó công sức của những người dân Việt Nam trong nước, ngay cả như nãy nói những người mà lao động phổ thông ở Việt Nam đó, người ta góp phần vào công việc xây dựng đất nước rất là nhiều. Nếu không có cái kiều hối thì họ cũng phải đứng trên đôi chân và để làm những cái công việc khác để là kích cầu nền kinh tế Việt Nam thôi. Có thì nó tốt, cũng không có thì cũng đâu có hại đâu, đâu có hại đâu. Với lại làm ăn thương Nhưng mà trường mà, nói chung là thương trường nó là vậy. hả? Nhưng mà mọi mọi người thì cứ là nghĩ là Việt Nam có đồng tiền đó là mới 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 sống được, còn có đồng tiền đó thì Việt Nam chắc Nội chết. không xuất khẩu mà kinh ngạch xuất khẩu của Việt Nam mình chỉ có, nó gọi là một cái quý đầu thôi đó, là mình đã đạt 200, mình đã đạt 300, nhớ là như hổm coi như quên ta, 300 triệu hay gì hay là mấy tỷ gì quên rồi, một cái số lượng đúng rất là lớn, mất số lượng kinh khủng lớn luôn chứ không phải là nhỏ đâu. Nội không cái giao dịch của mình, kinh tế mậu dịch của mình với Mỹ là hiện nay đã ở mức 35 tỷ rồi, đâu phải ít đâu, chỉ nói là riêng Mỹ thôi, cái ngân hàng mậu dịch của mình đó, đó là cái đồng kiều hối mình đã, chất xám mình đã lấy ngược về rồi đó. Đấy. Mà trong khi đó hiện nay mình đã cho Mỹ vay được là hơn 12 tỷ rồi. Có nhiều người họ rất là ngạc nhiên khi nói vấn đề này. Đấy. Tại vì vấn đề mậu dịch giữa Mỹ Việt Nam đã bắt đầu thâm thủng rồi. Người dân Việt Nam đã bắt đầu làm chủ nước Mỹ rồi. 90 triệu dân Việt Nam đã bắt đầu làm chủ cái nước Mỹ rồi. Đấy. 12 tỷ đó hiện nay mình cho Mỹ vay là vấn đề thâm thủng mậu dịch. Là mình mua trái phiếu của nước Mỹ để đặng mình bắt đầu mình từ Đúng từ rồi đó. mình sẽ chiếm lãnh thị trường của Mỹ, giống như Trung Quốc vậy. Trung Quốc nó bỏ tiền ra nó mua trái phiếu của hàng hàng Mỹ để đặng nó làm chủ nước Mỹ. Các bạn thấy hàng Trung Quốc hiện nay là chủ nợ lớn là gì, là nó mua cái trái phiếu, nó mua cái công phiếu của nước Mỹ. Nếu mà nói như vậy thì hàng Mỹ nó đã bán nước nó rồi sao hả? Tại vì nó đã bán cái công phiếu, cái trái phiếu của quốc gia, tài sản của quốc gia đem bán. Cả cái nền kinh tế của Mỹ hiện nay là do toàn cầu là người ta nắm không, các bạn biết gần như là khoảng hơn 70% cái nền kinh tế của Mỹ và tài sản của Mỹ toàn là nước ngoài nắm không. Như cái ba bạn biết, ai anh chị em các bạn biết ở bên Mỹ, ngay cả cái hãng làm xi măng cũng của Thụy Điển lắm nè, cái hãng IKEA cũng của hãng IKEA cũng nước ngoài, tôi quên cái công ty rồi. Đa số là nhiều công ty nước, hãng xưởng nước Mỹ rồi, là những cái mà thị trường đó, là nước ngoài nó nắm cái trái phiếu không. Còn chính phủ Mỹ hiện nay là chỉ thu thế thôi. Cái hay của Mỹ là nó thu thế, chính vì vậy mà nó có được cái đồng tiền mà nó có thể đi viễn chinh đây viễn chinh đó chỗ nọ. Còn Việt Nam mình mà là một đất nước mới phát triển và đang đổi mới thì cái gì nó cũng phải có từng giai đoạn một, chứ không phải giống như những thành phần mà chống phá đất nước cứ ngồi đó và xuyên tạc vốn ODA rồi, nó có bánh ít đi qua bánh quy đi lại thôi. Không có thằng nào mà tự nhiên đem đổ ra cho bạn bạn, bạn không hết trơn á. Nhiều khi Dạ đâu thấy có gì đâu, không bao giờ. ờ Dạ đâu có gì bao giờ. Cái câu đúng châm ngôn là cô nghĩ là cây gậy và củ cà rốt mà. đúng rồi, mấy thằng tư bản nó là như vậy đó. Các bạn thấy Hả? bên Việt Nam giờ hãng Chevrolet, hãng xe Ford ở Mỹ nó được ưu đãi không, tràn lan hết, mà người dân Việt Nam cũng chuộng xe Ford lắm, những cái hàng xe Ford bây giờ người ta cũng chuộng, các bạn thấy chạy đầy ngoài đường hết. Đấy. Dạ, chỗ nhiều mà anh. Chứ Mà trong cái khi dòng đó như Ford bán tải, Ford Ranger. Everest là Dạ, ôi Everest. nó sang Việt Nam á, có sang những cái nước như Việt Nam các bạn biết hả, nó bán nó lời khủng khiếp luôn, bởi vì mấy thằng tư bản Mỹ đó, nó đem cái đồng tiền nó về quốc gia của nó, như vậy là nó không phải đem cái kiều hối, cái ngoại tệ nó cũng phải đem ngược về không. Nếu thằng tư bản mà nó không làm như vậy thì làm sao nó sống, thì Việt Nam mình ngày hôm nay cũng vậy thôi. Vấn đề kinh tế mậu dịch mà cứ đem cái kiều hối ra mà để so sánh và để nói rằng nhờ Việt kiều này là mới sống còn được, cái thấy cái đó là vô lý, cái đó là quá đáng, vô cùng quá đáng. Cái đó là chỉ lợi dụng những cái đồng kiều hối đó để xuyên tạc.
nó không đúng, nó hoàn toàn không đúng với thực tế. Sao rồi, sắp hết Tại giờ cái gì tới dạ chưa chưa đâu anh, đây? hôm nay là em like lúc 9 giờ gần 10 giờ mà bây giờ Ờ tầm vậy hả? tầm phải 1 giờ mấy gần 2 giờ. Nói chung 30 tháng 4 sắp tới thì thấy quê hương đất nước rất là nhộn nhịp. Mấy ông anh đều gọi qua hôm nay chuẩn bị nghỉ lễ rồi mày ơi. Ngon vậy, bữa nay sao chuẩn bị nghỉ lễ sớm vậy? Hôm nay nghỉ lễ nhiều cho nên ai cũng chuẩn bị tiệc tùng rồi vui lắm. Nó đã vậy, sướng vậy ta. Dạ đúng rồi, Nghe mà em mắc nghỉ tổng nôn cộng luôn. được 4 ngày anh, dạ, nghỉ được 4 Ừ. ngày. Nghe mà thấy mắc nôn luôn. Không lẽ bay về liền chứ. Thì Thì chơi em nói mới đang chia sẻ đó, bây giờ đất nước Việt Nam là đất nước đang phát triển rồi, thì em cũng khuyên các anh chị kia là nhìn về Việt Nam mình bằng một cách mắt thông cảm, còn không thông cảm được thì thôi cứ nhìn đó thôi, ta làm được gì chuyện của người ta, cần chi mình xuyên tạc những cái điều đó làm gì, đâu có giúp ích được gì cho bản thân mình đâu, mà làm cho người dân họ cảm thấy càng ghét hơn nữa chứ không, họ không được gì hết. thật ra anh nhận được rất nhiều cú điện thoại ở Việt Nam gọi qua, rất là vui. Những các bạn trẻ trẻ gọi ra nói chú cho, nói chuyện với chú được. Có nhiều đứa nó thôi trễ quá rồi, nó nói mình không có thời giờ luôn. Nó nói phải nói rất là vui, rất là vui. Các bạn trẻ ngày hôm nay ý thức được cái cuộc sống và hiểu được cái giá trị của cuộc sống và chống lại những cái thành phần mà bao que, những cái thế lực thù địch. Tôi rất là hãnh diện các bạn. Khi tôi các bạn Quá gọi vui. nói chuyện nhiều nhiều như vậy, tôi cảm thấy rất là vui. Phải là tôi có thời gian tôi sẽ tiếp hết để đặng mà mình nói chuyện. Rất là Dạ. vui thấy cái tinh thần của các bạn trẻ ngày hôm nay là lúc nào cũng bộc phát thì và hiểu biết. Khi những các thế lực chống phá đất nước xuyên tạc mà các bạn không có ngã lòng mà lúc đứng vững mà ngược lại còn còn vững vàng hơn bao giờ hết, thì tôi cảm thấy rất là vui, tôi cảm thấy an tâm và cảm động nhiều hơn. Tại vì phải nói Dạ. là cũng cả 20 năm nay tôi chiến đấu với những thành phần mà chống phá đất nước, có những lúc tôi cũng quan Quậy. tâm những cái thế hệ trẻ đang bị giống như là sa đọa và đang bị tụi nó dụ á. Nó dùng những cái cuộc sống sa đọa để đang nó dụ mà đi theo những cái đấu tranh mà nó lệch lạc. Mà ngày hôm nay tôi thấy trên Facebook các bạn rất là vững vàng, không phải như ở các diễn đàn như ở ở Pao Talk mà tôi từng ở đó. Thì ở Pao Talk nhiều cái giới trẻ nó bị đầu độc, tôi không biết nó gì là tiền hay là gì gì mà nó chống lại đất nước một cách rất là khủng khiếp. Đấy, đó là những cái sự đau lòng mà tôi nhìn thấy ở Facebook các bạn rất là vững vàng, rất là vững vàng. Tôi cảm thấy đó là một cái điều vui mà tôi không cảm thấy tiếc những cái gì mà tôi là hy sinh hay là tôi đã làm trên cái Facebook này. Nhiều khi tôi bị những cái thế lực họ không thích, họ không đồng đồng tình với cách chống đối của tôi đó, thì tôi bị chống đối rất là mạnh, nhưng mà tôi cảm thấy rất là vui. Bên cạnh đó tôi thấy được nhiều anh chị em các bạn ủng hộ, và các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ ngày hôm nay có những cái tinh thần mà gọi là dân tộc như vậy đó, tôi rất là tự hào. Các bạn đã cho tôi một cái sự gọi là cái ý chí và cái niềm tin Tại và những vì cái cái thế hệ tụi em suy nghĩ như thế này thôi. Đơn giản là dù ở chiến tuyến nào, dù ở mình theo một cái quan điểm nào, thì đó là quan điểm của cá nhân của mỗi người. Còn riêng trên mình có thể mình ngồi nhau mình nói chuyện bằng mọi cái. Có thể ví dụ giờ anh chia sẻ ở bên nước Mỹ anh như thế nào, em chia sẻ Việt Nam như thế nào và Việt Nam cần học hỏi gì bên Mỹ, đó là những cái mình có thể mình ngồi trao đổi, dù biết rằng giữa ví dụ chẳng hạn giữa em anh là hai người hai cái chiến tuyến khác nhau cũng sao, nhưng mình vẫn ngồi mình nói chuyện được với nhau, tại vì bây giờ không phải như ngày xưa mà có nghĩa là thù nhau rồi, mình không thể nhìn mặt và cũng không thể nói chuyện. Đó. Em cái quan điểm em là như như thế, nhưng mà nhìn các anh chị kia thì họ không vậy, mình vào nói chuyện được một hai câu, thằng này ngu quá, thằng này bò đỏ nè, thằng này bưng bô nè, nó cứ vậy không. nó có bài ca con cá nó hát hoài à Dương ơi, nó có bài ca con cá nó hát hoài Cảm à. ơn bạn Phạm Minh, chúc bạn Phạm Minh cũng thế nha. Hả? Nên là cái những cái là em nói, bởi Bói vậy em mới đặt thêm, hả? em mới đặt thêm Có một cái giả thiết cho mấy anh chị đó nữa, là ví dụ là bây giờ thì đa nguyên đa đảng, mà bây giờ với cái ý thức và cái tôi của bản thân các anh chị, vậy các anh chị có khi đa nguyên đa đảng các anh chị có ngồi lại được để các anh chị giúp đất nước hay không? đa nguyên đa đảng, cái con khỉ khô gì, Yeah. toàn là mấy cái đảng mà gọi là đảng mất dạy, không có thằng nào Thì đúng rồi đúng không em? mà hồn vía nào đâu đó. Bỏ cái cờ vàng đi, tối ngày đòi phục quốc phục quốc, cái đa đảng
toàn là xảo trá không, đa đảng, có nào dám đa đảng đâu. Đòi Việt Nam phải đa đảng đa nguyên, mà trong khi đó tụi mày cầm cờ đòi lật đổ chế độ, xúi dục người dân, xúi dục con nít gian cứt gà, đồ tầm xà. Đa nguyên đa đảng, đa nguyên đa đảng ở bên nước Mỹ nó cũng như nồi cháo heo thôi. Sân ra hồng vía nhìn Singapore coi, Lý Hiển Long chết, Lý Quang Diệu lên lãnh đô 1 năm 1 triệu mấy, 50 năm cầm quyền thì sao? Đa đảng đa đảng toàn là mắc ôm không. Ở bên nước ngoài có biết đa nguyên đa đảng mẹ gì đâu, đi bầu không biết đi bầu còn biết đi bầu thì sao nữa. Bây giờ đâu đưa ra cái giấy đi bầu coi, có register vote không, xạo không, lập đảng có lập ra một cái đảng nào hồn vía không, toàn là lừa bịp xảo trá không. Một đảng còn chưa xong có ngày ngồi đa nguyên đa đảng, nói không cái đảng của mấy thằng mà chống cộng bao que ở bên Cali kìa. Bà mẹ lừa bịp chống phá, nói mà nghe bức xúc, toàn là lừa đảo không, toàn là lũ côn đồ. Đã đảo lại Minh, trục xuất lại Minh, cho ăn lại Minh, nó còn đứng chờ nè. Bà mẹ nhiều lúc nói bức xúc, đa đảng cái gì người ta nói không 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 theo đà ý của mình á, đã đảo lại Minh, trục xuất lại Minh, toàn là xúc giận, không ra cái giống quái gì hết. Đa nguyên đa đảng, ở nước người ta thì đi làm cu ly, Mỹ nó cóc đầu, nó cóc đầu má nhìn không ra luôn. Dạ, yes sir, yes sir, ai sir, yes sir. Nó cóc đầu, cái quay Việt Nam, trời ơi, cộng sản ác với dân, hèn với giặc, đã đảo lại Minh, trục xuất lại Minh, đa nguyên đa đảng gì kỳ vậy? Hãy người nào mà phải nói theo bao que thì mới gọi là đa đảng à? Đa đảng gì kỳ vậy? Bởi vì trong 4-3 năm không ra cái ôn gì hết. Chết cha, nãy giờ không biết nó có report Facebook không? Đâu gì đâu anh, mình nói này thì cũng đâu liên can gì nhiều đâu. Mình chỉ nói nó gọi là, nó gọi là nói theo kiểu gì đó thù. Bây giờ thằng Facebook nó cũng điên đầu luôn. Anh thấy thằng Facebook bây giờ bắt đầu nó điên đầu với người Việt Nam của mình rồi. Hồi lúc trước đâu có đâu. Tối ngày nó report. Nó report. Nói không lợi người ta, bắt đầu report, không report. Nó report Duy Nguyễn bị mất nick nữa rồi. Thiệt là cái tình vậy mà đòi đa đảng đa nguyên đồ mất dạy. Yeah. Từ những cái đơn giản nhỏ dạy cho mẹ. Tới những cái từ những cái nhỏ đó, Duy Nguyễn đó, người ta online đó, người ta nói chuyện rất là đàng hoàng đó. Mới đây report ta mất nick nữa rồi. Mất dạy mà. Anh nghĩ là có mấy thằng mà nó làm trong Facebook mấy thằng Việt Nam nào nó chơi gian đó. Cái kiểu này là phải dạ, đúng rồi. Phải dùng Facebook, nó không có customer service giống như mấy người kia. Mình không gọi nó được, chỉ gửi thơ email vậy thôi. Mình chỉ gửi thơ hoặc email thôi. Nó không có customer support giống như là những cái diễn đàn khác của những cái trang mạng khác, cho nên rất là khó làm việc với nó, rất là khó làm việc với thằng Facebook đó. Nó chơi gì không không công bằng gì hết, nó chơi nhiều cái nó cũng hơi thiên vị một chút, bởi vì mình phải cẩn thận. Mấy thằng bao que, bởi vì nhiều lúc bực mình mà. Lên trên mạng có ngày đa đảng, dân chủ, nhân quyền, nói mà không đúng theo bao que thì bao que sẽ bao que kéo một lũ ra ngoài nhà, tao giết mày, tao cho mày đi về với bác mày, đồ mất dạy, xảo trá biệt bợm, không ra cái ôm gì hết. Cho anh Cường thiệt tình, nói tới mấy cái đám bao que là thấy nổi máu lên, thấy nổi máu lên, gai gai cái đầu ơi, cái đầu các bạn, thấy nổi máu lên luôn thiệt á. Phải mà thằng Facebook nó cho chửi, anh chửi đã chửi cho đã cái cơn giận thiệt tình. Tối ngày đa đảng đa nguyên, đất nước lâm nguy thì bỏ chạy mẹ hết. Ra ngoài kia, trời ơi, cộng sản nó ác với tôi dữ lắm, cho nên bây giờ tôi phải chạy, tôi phải xin tị nạn cộng sản, chửi cộng sản tị nạn, toàn là tị nạn kinh tế không à. Khi đất nước mà xây dựng đổi mới thì quay về, trời ơi, cộng sản ác với dân, hèn với giặc, dân nghèo dân khổ. Qua xứ người ta thì Mỹ nó cóc đầu như con chó vậy. Làm sợ nó thất nghiệp, nó đuổi việc. Mai là bây giờ sao, nó có cái ngành mà neo chứ không có ngành neo là dân Việt Nam cũng chết.
Đó. Không có cái ngành nail là dân Việt Nam te tua. Nhờ sau này cái ngành nail nó tự nhiên nó hình thành lên. Cái thị trường nó hình thành lên. Để mà dân Việt Nam làm lại giỏi nữa. Làm cái nghề gì á, cái nghề gì mà gọi là cái nghề mà phục vụ đồ á. Phục vụ mà làm mà nói về vấn đề mà lao lao động phổ thông á. Thì qua Mỹ thì làm giỏi lắm. Cày như con chó vậy. Ở bên còn như trâu bò vậy. Là làm đầu tắt mặt tối luôn, làm rất là giỏi, làm rất là cần cù luôn. Mà lúc nào cũng làm như ta đây, kiếm được vài ngàn bỏ vào túi giống như ta đây. Ta đây lên được thiên đàng rồi. Thiệt là cái tâm.